Diệp Minh, bọn Diệp Minh xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị ơi, Diệp Minh đang có mặt tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha. Thì bên trong thì mấy anh em đang dọn hoa chổng, thì còn Diệp Minh ở bên đây thì chắc phải hôm nay là uống rượu với hai ông Lăng quá quý anh chị, lâu lắm rồi không có nhâm nhi cùng hai ông ha. Nên hôm nay là Diệp Minh muốn mời ông trước khi lao trong thì nhâm nhi một cái nha. Ở hai ông đang trắng dữ ở đây mấy anh em thì đang lao trọng. bây giờ nhanh nhìn cái đi đó, bây giờ mời ông cái đi đổ rượu đây đi đó. Tiệc rượu đêm nay chưa tàn, sao sớm cá rồi bỏ cả đi, lại đây uống vài chúng rượu rồi sáng mai này mỗi đứa một con có gì vướng bận nhau đâu, chỉ chút bấn thương sầu thôi. Nam mô A Di Đà Phật, mà ông dùng nhâm nhi miếng hay không đây. Đây là mời tượng trưng ông thôi đó. Đó rồi chút xíu nữa là con sẽ lau ông ha. Rồi mấy anh em đang làm trong kia kìa đó, bây giờ rồi để đây đó. Đây, mình vô đây ha quý chú anh chị. Mấy anh em thì đang làm ở đây. Rồi. Bây giờ thì mình đi ra ngoài kia mình. Ủa đâu mình đủ đây tại. Đây. Bây giờ việc ai nó làm nha. Dạ. Bây giờ mình ra đây mình cứ lấy cái giấy đi. Anh xách này được rồi. Đó. Mấy anh em mà lão đi tôi ra tôi. Đúng rồi, cái đó thỉnh xuống cũng rồi. Thỉnh cái bánh xuống đi chị. Lấy cái giấy chú tiểu ơi, lấy cái khăn khô cũng được nữa. Đó. Cho mấy anh em trống ấy đi, mình lau ông này đi. Ông Lăng đi. Ông Lăng này nè. Đó. Đủ đêm nay chứ ta. Còn tắm này trước. Anh em đang làm lao mộ cổng mình tắm những gì rồi phá quậy rồi. Anh thấy mình đi ra tắm lại không cho anh tắm không? Trước là sơ chơi trước không có mình tắm ngủ sao. Hai ông làm đâu rồi? Sao nghe nói đi theo cái bà nào rồi?
có không mà ta đồn dữ không nội. Đến rồi ông chồng bữa nay cho ông uống rồi. Mày lão làm đi thôi. Sánh rồi đó. Bỗng luôn ha. Sánh rồi. Con em ơi. Sánh. Chào. Chỗ đang bảo cụ gì á? Chia ra hai phe. Chia luôn luôn hả? Chia luôn. Nam bữa nay Nam gắn cái thục gì cho lỗ tai kêu Nam không có nghe gì luôn. Anh đóng gì đâu mẫu chú quá đông rồi, mẫu chú đóng rồi quá đông rồi phải chia ra hết ở đây. Ba người để em vô đây. Còn giữ ở đây nha. Ừ. Vô trong tình hình ở trong đây coi sao quý cô chú chị ơi. Đó. Đó, bây giờ ở trong đây thì mấy anh em đang hộ. Thì thấp nhang cậu. Bây giờ tắm cho hai lăng rồi, tới tắm cho ông áo vàng đi. Lau cái ống được. Mấy anh em không có cơ hội tắm lăng rồi ha. Tháng này không có cơ hội tắm rồi. Tại vì bị Duy Minh giành rồi quý chú gì ơi. Mấy anh em này không có cơ hội tắm lăng rồi. Đó. Lóng canh về thì em ha còn tắm luôn á. Giờ tắm gì nữa? Tắm luôn rồi sao. Ừ, không có cơ hội tắm nữa rồi. Tháng này đây. Cuối năm quan trọng là cuối năm nè. Ông đậu vô ai mà cuối năm nè. Quan trọng là cuối năm nè. Tức là hôm năm nay mà mình đón vào hồ 30 đúng không? Là mình phải đợi 9 năm nữa nha. Là chúng ta mới đón vào hồ 30 tiếp. Là 9 năm tới là chỉ là 29. 29 cùng 1, 29 cùng 1. 9 năm luôn. Đây là một sự thật chấn động luôn. Tại mộ chú Linh mà thiệt. Vậy là mình mắc anh ngày Tết hả? Tức là mỗi ngày Tết. Mỗi năm mình mắc đi một ngày Tết là mình thấy mình hiếu học hơn nhiều đó. 9 năm là 9 ngày. Mình viết cái đơn lên, mình gỡ lên nha, mình ẩm đi. Mình tâu đi, giờ mấy ông táo quân nè. Cuối năm mình gỡ lên, tâu quân gỡ. Bây giờ là năm nay. Bây giờ cái năm nay là chúng ta là đón 30 đúng không? 30 mùng 1. Rồi bắt đầu 9 năm nữa là không thấy gọi là 30 mùng 1 đâu luôn. Mắc cứ bao nhiêu tiền thì xì không? nói ông quên tiền lì xì luôn á. Hợp thái là vậy mà. Không mà cái đó là tin là chính xác nha.
Ổng tên này bà con về dở lịch âm dương mình coi là biết. Đúng rồi. Tại vì 4 năm sau, 5 năm sau là hiếu nè, đúng không? 9 năm. Thì biết rồi, 9 năm sau hiếu rồi, 4 năm sau nó bị nhừng hiếu nữa, rồi 4 năm sau nhừng nữa. Thấy chưa? Thấy em nghiên cứu sao không? Chỉ cần báo đăng lên cái em đọc được là em khỏi cần nghiên cứu luôn. Ờ, em là người thứ. Em đọc xong. Em là người thứ bao nhiêu chị không biết. Nghe nói sao mà quê dữ vậy. Bà xã lấy cho anh kem chống nhục coi. Tại vì cái điều này mà vừa bước qua tấp tay là lên trên mạng người ta nói rồi. Anh tét vô mặt ông Phương coi. Không, bỏ ra kem chống nhục nãy em mới có đẹp đại đến nhà ông. Cái gà lồng chống nhục ông nghiên cứu gì thiên thờ địa lợi. Không gian mát thiệt. Ở cái tay gì mà thú dữ vậy. Cái này cày á. Ai ngày đó thì cạo sao nó cúng. Cái tay đó nãy ba đi toilet đó. Cái tay nãy là mình lau hai nè. Xong luôn rồi, xong luôn. Nghe tới toilet cái mặt đầu luôn kìa. Cái gì đó. Cái gì? Nãy anh đứng sử dụng rác. Bỏ rác của mình đó mà. Cái tay em mà mai nữa vàng nó còn nhìn nó còn đẹp nữa. Còn có ấy không? Vàng nó cũng như là nhiều loại vàng quá. Vàng kè nè. Vàng kè vàng chắc nè. Vàng chắc nè. Vàng tươi nè. Vàng tươi nè. Vàng đậm nè, vàng lợn nè. Giấy mình còn một cái nữa anh Minh. Để mai em đem vô cho, em mới mua một thùng. Giấy khô quá. Giấy khô ở nhà còn bịch. Còn bịch. Chị bịch vừa rồi đó. Bữa nay em mới đặt. Nhưng mà dưới ướp mình còn phải không? Còn. Bữa nay dưới ướp em mới đặt thùng sơ mi có 200 mấy. Nhưng mà còn thì 150 thùng. Dưới ướp còn thì mình đẩy dưới ướp nào. 40 ngàn một bịch. 40 ngàn ký. 40 ngàn ký hả? Mẹ anh? 1 ký 4 chục. Rồi, ok. Nhưng mà Minh mua nhiêu? Chị mua cho mẹ 10 ký dùm đi. 10 ký là 400. 10 ký 400. 100 ký là 4 triệu. 100 nó có 3 ký mấy à, 4 ký 160. Mua cho em 10 ký đi. 10 ký là 400 đúng không? Cái này là tiền của Hoàng Hải, còn này là tiền của em nha. Tiền riêng của em mua. Mười ký là tới Tết không anh? Tới mới được, mười ký nhiều lắm mà. Rồi đủ không? Cũng ra đủ không? Đủ không vậy? Bây giờ thì thân ướt thì để cho vợ chồng tí không á là anh yêu anh lo đi. Thằng đó đi. Anh lo anh ngồi đi. Dù mà nó có lên nữa thì kêu em gửi thêm nha. Không lên, nào mà hồi hổm mà hồi hổm là hồi hổm 45 mà nó bớt cái gì? Dạ em quên nó vậy. Nó chị mua hoài nó bán 40. 40 ha. Dạ. Thì nó bớt thêm 5 ngàn đúng không? Dạ, nó bớt nó không. Lúc trước đầu tiên em gửi chị 45 đúng không? Không cũng 40. Dạ. 40 không. Rồi phát hiện có túi của ai một nào có thiếu thì kêu em gửi thêm. 1 ký thì nó 45 đồng, 45 ký rồi là trở lên là 40. 40 ký đi. À, quý cô chú anh chị. Thì mấy anh em lần lượt. Ủa cái trái móng tay này nó đâu có ăn đúng không? Mình có để lại không? Mình dẹp luôn chứ. Chiều chiều cái này để sau ha. Chứ dĩa trái cây này để nào mà anh về muộn đi. Dạ, nó dẹp để cho nó ấm cúng chút xíu ha. Có tướng ớt không nào?
quý chú anh chị. Thì buổi chiều nay thì anh em làm, ôi đây một cái dĩa anh chị, cái gì mấy chú chiên đó là của chị Thảo, mấy anh em thỉnh ăn đi nha. Thỉnh ăn người cái đi, người ăn cái đó. Bây giờ quý cô chú anh chị thì bà con cô bác biết rồi, cô Hoa cũng mới vừa hôm qua nè, thì chị Liễu, chị Đường Lý, rồi chị Vi Trang, rồi hôm nay thì cô Hoa và cô Hằng gỡ cho mấy anh em lì xì. Thì vì mình cảm ơn mà những người chị thân thương đã gửi cho tất cả các anh em ở đây. Thì nói chung thì duyên ai thì nấy hưởng, và mấy cô mấy chị dặn sao thì tụi em làm vậy ha. Đó, hôm nay là mấy anh em có mặt ở đây hết thì trao hết quý chúng chị, còn ai mà không có thì mà cũng vừa luôn quý chị, không ai mà dán hết, có dán hai người anh chị Niu, ủa anh Niu với chị Hương Đồng Nai đó, thì cũng gửi cho chị Ngăn nè, trao cho chị Hương, còn Duy Minh thì gửi cho anh Áo Vàng, đúng không? Hồi nãy đúng rồi, nhớ anh Áo Vàng, anh Áo Vàng sẽ cầm cái phần của là anh Niu luôn đó. Alo con nghe nè con. Tại vì mấy anh em á kêu đó đây là con kêu đứng đó đó. Tại vì nắng quá đó, mấy anh em kêu đứng đó bên, nhưng mà con nói thôi được. Dạ. Dạ, cho nên là mấy anh em kêu anh em còn kêu đi ra ngoài á. Dạ. Cái con kêu đứng ở đó đó. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Cô coi xong chưa cô? Dạ, cô coi chưa cô? Dạ dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. 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 Sao cô? Dạ dạ. Con hình trước. Dạ đúng rồi con hình trước mà. Dạ. Ông không liên hệ vô cái chậu nữa hả ông Ngọc? Dạ, lấy cái khăn mới. Ú, lật cái mai rồi. Chậu nó xuống bên kia. Ừ. Thôi thôi con lau hai cái mặt trước, hai cái thịt trước. Dạ. Còn cái con lau mấy cái chữ ở kia. Dạ dạ, con lau vậy. Ủa? cái bó hồng đó là của khán giả nào? Khán giả hồi sáng nó giả rồi đi về Kỳ Mỹ. Về Kỳ Mỹ bỏ hai bó giấy luôn. Ở bên cô quên bó bên giấy khô. Tưởng đâu là của bên kia cũng cộng luôn. Còn đem của cộng mình đem trên cảnh. Đấy là tưởng đâu của bên Thanh Nguyễn cũng cộng luôn. Cái của cô ở Mỹ, cái chị đó. Dạ con ký ước á, con để cho 15 mét với anh yêu 15 mét để nó vợ chồng nó, rồi con mới đặt một chục cái giấy khô con. Dạ, nó kêu để. Dạ. Dạ dạ. Dạ đúng rồi con vậy con làm gì đó. Dạ dạ. Còn khăn. Dạ dạ đúng rồi con. Còn khăn ướt á thì để chồng tí nó lo cái đó, còn con đặt một chục cái giấy à. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Chục ký nó cũng tết mà hết á. Dạ. Rồi con cảm ơn con nha. Dạ. Cô dặn á là cô dặn em á là lau cái hình trước. Đó, rồi xong rồi mới giống như em luôn. Giao cái hình trước rồi xong á rồi khăn giấy sạch. Khi nào mình muốn lau chứ đừng có lau cái hình xong rồi lau dưới trước rồi lau hình lên không nên. Ừ, cho nên là lau mặt trước. Lau hai tấm hình tấm ảnh của chú trước.
rồi mình sẽ lau bên kia, mà mình vừa đổ phải tốn giấy, mà mình vừa phải nó sạch nữa, cái giấy cái sạch đó. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng chạp năm 2023. Năm Quý Mão thì Di Minh cũng xin thắp nén hương cho tất trình dưới các vị các ngài thổ thần thổ mẫu, thổ địa đất đai dương trạch thần hoàng bổn tỉnh long thần hộ pháp nghĩa trang hoa viên bình dương, cũng như trước mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh, ông tinh thật võ văn ngoan có pháp danh Tâm Giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch, năm Quý Mão hưởng thọ 66 tuổi. Hôm nay Di Minh xin thắp nén hương cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước gửi gắm đến Di Minh, nguyện nén lòng cầu nguyện cho chú được giải sanh về miền cực lạc, và Di Minh cũng nguyện giái với mẹ Quan Âm là độ cho tất cả những cái hương linh ở nơi đây tại ngôi mộ của chú được trừ ẩm vào nơi đây để là hưởng hương khói và tu hành theo nghệ sĩ ưu tú Du Linh, ông Võ Văn Ngoan, và nguyện giái với mẹ Quan Âm là cho tất cả những anh em từ ai kiếp cho đến YouTube trên đường đi về thuận lộ bình an đi đến nơi gì đến chốn. Xin các vị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dương dập thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp nghĩa trang hoa viên bình dương kính nhận dành tấm lòng của Di Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hồi đó giờ anh Phương, từ đó giờ em chưa khi nào mà nghe anh Phương là niệm Nam mô A Di Phật luôn á. Tại tâm mình không có Phật sao niệm. Bây giờ luôn. Là em nghe là anh niệm Phật rồi đó. Không, này là niệm để không. Niệm dùm. Niệm dùm hả? Nói chung thì Phật thì đâu cũng có Phật, đâu phải cần mình nói ra nó mới biết mình niệm Phật. Với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Ừ. Đó. À, vì mình cũng mới đặt ăn giấy như vậy đó, nó mô Phật. Cũng vừa kịp thở luôn ha. Vừa còn một bọc áo quý như vậy. Ngày hôm trước là Di Minh mua một 5 kg đó, đợt trước nữa thì mua 10 kg mình mua đợt này Bùi Hải gửi mấy ký. Bùi Hải là của khán giả, của khán giả nào á gửi gửi 150, chị Vi Vi Trần 150 coi như được 3 kg gửi, gần 4 kg, 4 kg hiện 160, 3 kg rưỡi. Không có thiếu mấy lạng nữa, 4 kg rồi. Thì Di Minh còn 200 mấy, 200 mấy là Di Minh 250, Di Minh mua luôn là chục phí đó quý quý vị. Đó là cái tiền của mình xuất ra nha, không có phải là tiền quỷ. Tiền quỷ cái nào đâu qua đó, nó mua hoặc quỷ thì mình tính tiền quỷ. Còn cái tiền của mình cũng như là khán giả cho Di Minh á, quý cô chú vậy. Thì Di Minh lấy mình mua đồ ra. Cũng khán giả Việt Kiều Mỹ vậy cũng bông quá nhiều quá ha. Ừ. 3 bó. Chú Hồ Kỳ ở chú đạo diễn anh Lê Mộng Hoàng. Di Minh là từ ở bên nhà sư cô là phải nói là hai anh em mà gấp rút là chạy nhanh nhanh về để kịp giờ trao gọi cho mấy anh em. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cũng còn dọn dẹp quý vị. Ra ngoài được chị Thảo ha. Ừ. Chị Thảo là mời anh em mình cơm. Sư cô ăn một bữa cơm chay. Đó, ồ em Thảo. Cảm ơn em Thảo ha. Em Thảo chú chiên á. Ừ. Rồi gỡ hai một chú chiên vô đây cho mấy anh em, nhưng mà Di Minh
để riêng ra một bọc để là cúng cho chú. Mồi vậy và em Thảo có hứa là sẽ tặng cho anh một cái áo khoác. Tặng cho anh đó hả? Nhưng mà chắc là phải đợi qua Tết có lên đây thì chị mới có rảnh qua lên đây mới được. Có tặng cho em không? Cái đó thì mình không biết, cái đó chuyện riêng tư. Muốn tặng cho ai thì nói gì đó. Thôi bữa nãy tặng cho anh Neil cái áo. Cái áo món quà sinh nhật, nói chung là món quà sinh nhật. Món quà sinh nhật của Neil hả? Ừ. Em bỏ đâu rồi? Ở trong cốp xe đó. Phải không? Bây giờ ngày mai là 16 hả? Ừ. 16 là thứ 6 hả ta? À. Thứ 5 không anh? Ừ. Bữa nay nói chung là cái ngày trên ngày dưới nó trùng với cái số với cái ngày thứ luôn. Nhưng mà nó khác tháng thôi, tháng chạp với tháng giêng. Chủ nhật là 29 tới 28. Chung là gấp đến Tết này quý chú anh chị khán giả nào gửi là mình làm liền, không có để qua ngày nha. Ừ. Phải đánh nhanh rút gọn chứ không có để nó kẹt công chuyện khác nữa là dính luôn á. Tại vì gần Tết á có nhiều việc lắm, nó đột xuất lắm quý cô chú anh chị, cho nên là mình sẽ không để ai làm gì kêu mình làm gì thì mình làm ngay lấy luôn đó. Làm liền cho nó nóng ha, làm liền cho nó nóng quý cô chú anh chị. Tại lúc trước á nhiều khán giả gửi và kêu làm theo ngày cũng như từ lượt thì hôm nay thì gần Tết cho nên là Duy Minh sợ là mỗi cái đợi chờ đợi nó sẽ sợ nó dính qua cái công chuyện khác đó. Hiện tại là Duy Minh đang còn kế hoạch là có nhiều việc nữa đó, nhưng mà cái đó thì gác lại không sao, cái đó là lợi ích của mình, nhưng mà mình gác qua bên của chúng chị, mình không làm về lợi ích riêng của mình, làm gì lợi ích chung cho mẫu chú. Còn cái mà lợi ích riêng của mình là mình sẽ để đó mình bỏ qua cũng cái chuyện vậy, chứ không có làm chung nha. Những cái mà mình làm á là nhiều khi là có lợi gì riêng về mình đó, nhưng mà mình không làm, không có như vậy mình không làm đó, mình bỏ ăn bên đó, mình để chăm lo mộ cho chú cho nó đâu vô đó đàng hoàng đi, rồi mình mới làm một cái riêng tư của mình riêng với chúng chị đâu rồi đó đàng hoàng. Tết sắp đến rồi vì mình sợ nó đùng công việc nhiều á, lên kế hoạch còn phải đi quay chỗ cái chỗ này chỗ kia đó mà vì mình đùng đình là hết luôn đó. Để chăm lo mộ chú cho nó quẹn toàn quý chú anh chị. Thì qua tháng giêng tới tháng giêng rằm tháng giêng là đám giỗ đầu của chú rồi đó quý chú anh chị, đúng không? Tại vì đám giỗ đầu á là mình không thể nào mà tính nhờ nghe quý anh chị, mình kể từ tháng luôn giáp 12 tháng là mình đám giỗ, chứ không còn qua cái năm sau là nhuận á thì mình sẽ tính theo nhuận, còn đám giỗ đầu thì cứ đủ 12 tháng là tính thôi ha quý chú anh chị, chứ không khi nào mà tính nhuận nha. Đó là đám giỗ đầu đó. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn bà con cô bác đã xem hết video của Duy Minh ha. Nếu có điều gì mà sơ xuất trên video mong bà con cô bác cũng thông cảm giùm. Và trước khi kết thúc thì Duy Minh cũng xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước cái mùa Tết này sắp đến, mùa xuân sắp đến rồi quý cô chú anh chị ơi, thì chúc cho bà con cô bác an khang thịnh vượng, gia đạo gia đình được ấm no hạnh phúc, làm ăn phát tài ha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con và hẹn bà con là một video tiếp theo ha.